Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Bánh Bò Pomeranian. Và hôm nay sẽ là video mà mình muốn chia sẻ tới những cái việc mà các bạn cần biết trước khi chuẩn bị nuôi một bé chó phốc sóc. Rồi, vô. Mình sẽ nói sơ về nguồn gốc của chó Pomeranian. Đó chính là những bé Pomeranian này không phải là những giống chó có trong tự nhiên, mà là giống chó do con người mình lai tạo ra qua cái quá trình nhân giống chọn lọc qua rất là nhiều năm. Và nguồn gốc của các bé Pomeranian này được xuất phát từ vùng Trung Âu nha mọi người, chứ không phải là Thái Lan nha. Người bạn Thái Lan của chúng ta chỉ là một đất nước mà bọn họ nhân giống ra giống phốc sóc này rất là nhiều và rất là nổi tiếng thôi, chứ chó phốc sóc không phải là có nguồn gốc từ Thái Lan nha. Vậy đầu tiên mình sẽ nói về cái ưu điểm của các bé phốc sóc. Thứ nhất đó chính là ai khi mà nhìn vào một bé phốc sóc như thế này thì cũng sẽ đều cảm thấy muốn xỉu trước cái ngoại hình quá là dễ thương của các bé, đúng không mọi người? Đây là giống chó phốc sóc và nó có cái bộ lông rất là dày. Đây, bé trắng này của mình là chỉ mới 9 tháng tuổi thôi. Mình sẽ lấy một cái bé khác để ví dụ cho mọi người nha. Ưu điểm đầu tiên của giống chó phốc sóc đó chính là bộ lông rất là dày, rất là đẹp và cái ngoại hình rất là dễ thương. Và cái khuôn mỏ của các bé, mọi người biết tại sao nhìn mặt các bé dễ thương không? Bởi vì á cái trán của các bé với phần mũi á, nó vuông góc với nhau, nó có một cái điểm gãy ở đây, thì thường trong chuyên nghiệp á thì người ta sẽ gọi là đây là điểm stop. Thì có nghĩa là cái trán và cái mũi của các bé nó có cái gãy ở đây nè mọi người, nó kiểu là vuông góc với nhau á, thì nhìn mặt các bé rất là dễ thương, rất là gấu ha. Và ngoài ra thì bộ lông cũng rất là xù, rất là dày luôn. Đây là em bé bắp cải của mình. Và đây là một giống chó size nhỏ để thích hợp cho mọi người nuôi trong những cái căn hộ nhỏ hoặc là nuôi trong chung cư. Nói chung là nó rất là kiểu là giống chó là indoor á mọi người, cho nên là nó sẽ không có cần phải những cái không gian quá rộng, hay là nó không có cần phải mà cái thời gian mà hàng ngày mọi người phải cho nó đi vận động hoạt động nhiều để tiêu hao năng lượng bớt như những giống chó lớn đâu. Đó là ưu điểm chung của các giống chó nhỏ ha. Thêm một cái ưu điểm của các bé phốc sóc đó, ngoài ngoại hình dễ thương thì tính cách cũng rất là đặc biệt. Với bản thân mình thì mình đã từng kinh qua, đã từng trải nghiệm qua phải 10 giống cún của mọi người, nhưng mà mình dừng lại và mình yêu thích cái giống này nhất và mình mở rộng, mình nuôi những cái bé phốc sóc này bởi vì cái tính cách của nó rất là hay luôn mọi người. Các bé phốc sóc mà mình đúng là thuần chủng và cái gen cha mẹ của nó về cái thần kinh nó tốt á thì thường nó sẽ rất là đầm tính nha mọi người. Nó rất là hiền, rất là đầm tính chứ nó không có nhoi hoặc là không có quậy. Tất nhiên là những bé chó con á mọi người, những bé mà baby á, khoảng tầm 2 tháng tuổi nè cho tới 6 tháng tuổi, thì đó là độ tuổi mà các bé nó học hỏi và nó tìm hiểu về thế giới xung quanh á, thì có thể là các bé nó sẽ hơi hiếu động một tí, nhưng mà cái cách hiếu động của các bé nó cũng rất là đáng yêu, chứ nó không có kiểu mà nó quá là bị tăng động đâu mọi người. Đó, thường á là mình rất là thích những bé mà cái tính cách của các bé nó đầm thắm, nó dễ thương và nó sạch sẽ. Thì cái sạch sẽ cũng là một cái điều rất là hay đối với giống chó này, đó là các bé nó có cái bản năng sạch sẽ sẵn á mọi người. Phải nói đi thì phải nói lại, không phải bất cứ bé nào cũng có, nhưng mà 10 bé thì mình thấy đa phần là hết 8 bé cái bản năng sạch sẽ nó rất là cao. Cho nên là khi về nhà mọi người sẽ rất là dễ dàng dạy các bé đi vệ sinh nè, và dễ dàng nuôi các bé trong những cái căn nhà căn hộ nhỏ, bởi vì các bé nó cũng không có hôi và nó đi vệ sinh rất là sạch. Và thêm một ưu điểm của giống phốc sóc này nữa, đó chính là các bé nó có cái size rất là nhỏ. Mình đã nói với mọi người rất là nhiều lần là phốc sóc nó không có chi size mọi người ha, gần như là video nào mình cũng nói luôn, đó là chó phốc sóc nó không có chi size đâu nha mọi người. Đừng có nghe người ta nói là phốc sóc là chia size teacup, teeny, mini gì đó, no, không phải nha mọi người. Những bé phốc sóc của mình á thì nó chỉ có một cái khung chiều cao tiêu chuẩn thôi. Mình sẽ tính theo chiều cao ha, là từ 18 cho tới 22 cm khi trưởng thành nha, là mình tính theo cái chiều cao thì nó sẽ công bằng nhất. Còn mình tính theo cân nặng thì nó không có chính xác đâu, nó chỉ tương đối thôi. Cân nặng thì thường á, nếu mà các bé trong cái khung chiều cao đó thì nó sẽ thường dưới 3 kg mọi người. Và những bé nhà mình thì mình rất là thích những bé size nhỏ, cho nên mình sưu tầm rất là nhiều bé size nhỏ và mình nhân giống ra cũng như vậy. Các bé nhà mình nhân giống ra thì thường size nó nhỏ nhỏ không à, nó sẽ không có to mà kiểu 4-5 kg đó mọi người. Cái size á thì mình đã nói rất là nhiều rồi, nhưng mà hiện tại á thì mình thấy vẫn có rất là nhiều người nhầm lẫn nha. Cái size về cái kích thước á thì thị trường Việt Nam mình chia ra gọi như vậy để cho khách hàng dễ hình dung thôi, chứ thật ra nếu mà theo các bạn mà nhân giống chuyên nghiệp á thì bom nó không chia size nha mọi người. Cái này mọi người có thể lên Google, mọi người search về cái standard, cái tiêu chuẩn của chó phốc sóc
của hiệp hội FCI nha mọi người, là hiệp hội nhân giống chó thế giới nha. Cái đó thì mình nói có sách mách có chứng, mọi người cứ tự lên tìm hiểu. Và mình, bọn mình hoặc là những cái anh, những cái nhà nhân giống bom khác thì đều bám sát theo cái tiêu chuẩn đó mà làm. Cho nên là với video nào mình cũng nói với mọi người là bom không có chia sai rồi đó, là để cho mọi người từ từ và thay đổi cái nhận thức đi. Đó là các bé nó sẽ không có chia sai. Rồi, cơ bản các bé này nó cũng nhỏ rồi mọi người. Có những bé mà nó to đùng ra 5kg, 7kg thì mấy bé đó thì mình nghĩ chắc nó cũng không có thuần chủng đâu mọi người. Hoặc là có thể là cũng thuần á, nhưng mà mọi người nuôi nó mập quá thì cân lên nó như vậy. Nhưng mà những cái bé mà nó thuần chủng thì cái khung nó rất là nhỏ, mình không biết diễn tả cho mọi người như thế nào. Nhưng mà đây mọi người cứ coi thử hai bé này của mình nè. Đây mọi người có tin không? Đây là một bà mẹ đã một lứa rồi nha mà. Nó như đây. Mình để bằng bằng với mình đi, mình đưa ra trước thì thấy nó cao đúng không? Đây, thấy bự đúng không? Đó, còn mình để bằng với mình thì mọi người thấy nè. Đây là bà mẹ em một lứa nha mọi người. Còn đây là em bé bắp cải của mình nha. Em bắp cải này thì 1 tuổi hơn rồi. Đây, mọi người thấy không? Nó thậm chí là một tay là mình có thể cầm hai bé luôn á. Đây, đó. Sợ nó té thôi chứ một tay mình ôm hai bé là vừa luôn á. Đây, đó. Những bé này của mình thì nó chỉ bằng size của chó con thôi. Nhưng mà thật sự mình nói với mọi người, nếu như mà mọi người lần đầu nuôi hoặc là chưa có nhiều kinh nghiệm, kiểu chỉ mới nuôi một hai bé mà nó to đó, thì mọi người thường hay hỏi mình là có con nào nhỏ không, càng nhỏ càng tốt. Nhưng mà mình thật sự nói với mọi người là mấy bé này nuôi nó rất vất vả vãi luôn á mọi người ơi. Cái này những bé này của mình á là nó trưởng thành rồi, nó khác. Còn khi mà mọi người nuôi những bé mà baby mà từ nhỏ xíu lên á, rồi mọi người biết không, những em bé này khi mà còn nhỏ nó bằng cái nắm tay của mình nè, nó chỉ vậy thôi nè, đó, nó nhỏ xíu vậy nè, nó mình nuôi nó riết là tới bây giờ nó lớn lên, bây giờ nó lớn rồi mà nó chỉ bằng con chó con bình thường thôi thì mọi người hiểu rồi đó. Nó sẽ rất là vất vả trong cái quá trình nuôi. Và mình thật sự luôn là mình nói với mọi người á là 10 em bé mà size nó nhỏ quá cái tiêu chuẩn, nó nhỏ xíu á, 10 con thì mình nói thật là chỉ sống được khoảng 2 đến 3 bé cho đến khi trưởng thành thôi. Còn lại thì thường kiểu bị đột tử đồ này nọ là nhiều quá mọi người. Nói mình nói thiệt nha. Rồi ai mà muốn nếu mà ai mà có dày dặn kinh nghiệm rồi và tự tin với lại cái kinh nghiệm mình nuôi thì ok cứ vô tư, nói mình không cản nha. Còn nếu như mà các bạn mới nuôi lần đầu hoặc là dành cả một cái số tiền để tiết kiệm rất rất là lâu rồi để đón một em bé chó mà thích đón em mà càng nhỏ càng tốt nhỏ xíu như này thì về chăm rất là vất vả. Và khi mà em cún nó có vấn đề gì thì bản thân mình nó mất tiền mất của rồi mất cả cái người bạn thân yêu thì mình sẽ rất là buồn. Cho nên là mình khuyên với mọi người là chỉ nên chọn các bé mà trong cái size tiêu chuẩn thôi. Tại vì bom thì cơ bản nó đã là cái giống chó size nhỏ rồi mọi người. Rồi còn những cái bé mà tùy theo từng cái trại người, cái gu người ta như thế nào, gu người ta thích nhỏ thì người ta sẽ nhân giống là nhỏ. Mọi người cứ yên tâm mọi người chọn ha. Còn những trại mà có những trại mà kiểu người ta chơi mấy cái like của Nga, của Mỹ rồi mọi người, thì thường là những em bé chó đó nó sẽ rất là to. Nó tầm 20-25cm khi trưởng thành lận. Nó vẫn là thuần chủng nha, nhưng mà nó rất là to thôi. Nó đòi mình này mọi người. Rồi những cái mình vừa nói trên là những cái ưu điểm của các bé phốc sóc, mình sẽ tổng hợp lại cho mọi người dễ nhớ nha. Thứ nhất là cái ngoại hình rất là đáng yêu, rất là dễ thương mà không phải giống chó là cũng có nè. Thứ hai á là sẽ là những cái bản tính của các bé nó rất là dễ thương, đầm thắm và sạch sẽ nha. Và thứ ba nữa là cái size của các bé nó rất là nhỏ. Nói chung là size chung thôi chứ không phải là riêng của ai hết cả. Bởi vì cơ bản giống này đã là size nhỏ rồi. Đó, cho nên là những bé size nhỏ như vậy thì rất là phù hợp. Mọi người nuôi bất cứ đâu cũng được và đem đi đâu chơi nó cũng rất là tiện hết. Đó là ba ưu điểm mà mình thấy là đáng giá nhất của giống chó phốc sóc này. Còn về nhược điểm thì sẽ như thế nào ta? Nhược điểm của các bé phốc sóc đó là mình nghĩ nó sẽ là rụng lông. Cho nên là khi các bạn chọn nuôi và yêu thương cái giống phốc sóc này thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái bộ lược chải lông. Không có khuyên mọi người chuẩn bị cái gì cao sang hết, đó chỉ là một cái bộ lược chải lông như thế này. Đấy, thì đây là gồm một cái lược thẳng. Mua cái này thì nó khoảng chừng nếu mà hàng thường thường thì cũng tầm 200-300 cành là có rồi, chứ đâu có cần mua mấy cái hàng mà nó xịn quá như cho roomer đâu. Còn cái lược này thì quá là dễ kiếm và ai khách hàng nhà mình thì cũng quá là quen thuộc với cái lược này rồi ha. Cái lược này thì tầm 200 cành là có rồi và xài rất là bền luôn. Đây mọi người coi nè, cái cao su nó nè. Nè, để gần video cho mọi người nghe cái tiếng. Nó rất là đàn hồi luôn nha mọi người. Và nó không có hề đau. Khi mà mình chải
Và cái răng lược của nó có cái chiều cong xuống, mọi người thấy không? Khi mà mình chải như vậy nè, mình chải như vậy cho các bé nè, thì cái lược này nó chỉ móc lông lên, cái chiều nó như thế này, móc lông lên, chứ nó không có cắm thẳng xuống cái da các bé. Cho nên mọi người đừng có tưởng tượng là ôi nhìn cái này nó như vậy thì thấy nó đau, nhưng mà thật sự là không có nha mọi người. Mà nếu mà không có cái cây lược này á, là tôi nói là mấy ông mấy bà không bao giờ chăm sóc được cái bộ lông của bé Phốc Sóc đâu. Và mình nghĩ là với cái khuyết điểm rụng lông này á, thì nó cũng không phải là khuyết điểm gì quá lớn, tại vì mình yêu thích các bé nhờ cái bộ lông thì mình phải có thời gian để mình chăm sóc cái bộ lông của các bé, đúng không mọi người? Đây, và tôi bật mí cho mấy ông bà luôn một cái bí mật này nè nha. Những bé Phốc Sóc mà thuần chủng á, ngoài cái giai đoạn thay lông đầu đời á, các bé rụng rất nhiều thì mình không nói nha, nhưng mà những cái giai đoạn mà thay lông tiếp theo trong năm, từ khi trưởng thành trở lên á, thì cái lông của nó sẽ có hai lớp. Nè mọi người có thấy con bắp cải của mình cái lông nó giống như bông gòn không? Tại vì lông các bé nó dày và nó có hai lớp. Thì khi mà mọi người làm, mọi người chà như vậy nè, lông nó không có rụng ra đâu. Đó. Với lại bình thường á, nếu mà bé sinh hoạt bình thường trong nhà, lông nó cũng không có rụng ra nhiều nữa. Tại vì những cái lông chết á, nó sẽ được giữ lại bởi cái lớp gòn này, nó sẽ giữ trên người các bé luôn, chứ nó không có rơi ra sàn nhà nhiều giống như là những giống chó ngắn. Vì sao những giống chó lông ngắn khi mà rụng lông á, các bạn ẵm vô cảm thấy rất là ngứa và cảm thấy là nó rụng lông đầy sàn nhà và rụng lông trên quần áo của mình rất là nhiều, mặc dù là mình không có ôm, không có chạm gì nó, nhưng mà thấy lông nhiều. Đó là vì những bé chó lông ngắn á, nó không có cái lớp bông gòn như thế này, nó chỉ là một lớp lông, sợi lông đơn như thế này, nó mọc mọc ra. Thì khi nó rụng á, thì nó không có cái gì để giữ lại, thì nó sẽ rơi ra ngoài. Còn những bé Phốc Sóc mà thuần chủng á, thì cái lông của nó lúc nào cũng có hai lớp như này nè mọi người. Đó, và khi mà nó rụng lông á, thì cái lớp lông chết nó sẽ được giữ trên người bé. Và mình dùng cái lược này, mình chải. Mọi người chải ngược chiều lông nha. Đó, mình dùng cái lược này mình chải, thì mình sẽ, trong cái quá trình chải này á, thì mình sẽ tăng cái tuần hoàn máu trên cái da của bé. Và mình lấy những cái lông chết ra, thì và mình gỡ rối nữa. Và mình cũng không có yêu cầu khách mình á, là phải chải hàng ngày hay sao hết trơn á, nó rất là cực. Mọi người dành cho mình nha, một tuần á, mọi người dành cho mình tầm 1 đến 2 buổi mọi người chải lông cho các bé là được. Chải kỹ những cái vùng như là đùi nè, rồi nách nè, dưới nách nè, và hai bên cái tai này là những chỗ mà nó hay dễ rối nhất. Đó, mọi người đánh lông lên, mọi người chải lên cho mình. Và đặc biệt sau mỗi lần tắm nha mọi người. Đó, tất nhiên tắm thì phải chải lông, mọi người biết rồi mà đúng không? Rồi, ok, chải như thế này. Đó, ai á mà siêng á thì chải hàng ngày càng tốt nha mọi người, càng khuyến khích nha mọi người. Còn ai mà lười giống như tôi á thì mình chải 1-2 lần. Một tuần chải 1-2 lần thôi là mình đã thấy đủ với các bé rồi. Đó, miễn là mình có thời gian mình chải thường xuyên như vậy á thì các bé nó sẽ tốt cái bộ lông hơn, có nghĩa là nó sẽ lấy những cái lông chết để những cái lông mới nó mọc lên nhanh hơn và nó tăng cái tuần hoàn máu á. Với lại á, là khi mà mình chải thường xuyên á, thì sẽ hạn chế được vấn đề lông rối. Đó, để lông các bé mà rối á, thì mọi người gỡ ra rất là mất thời gian và cũng tội nghiệp mấy bé á, tại vì nó sẽ rất là đau. Đây, sau khi đánh lên, còn cái lược của tôi đã dính hết lông vô. Có bay ra đâu, bay ra sợi nào đâu. Đó, mọi người cứ theo cái mà mình hướng dẫn như vậy ha. Đơn giản mà. Rồi, còn trong những cái giai đoạn đầu đời như là từ tuổi mà 2 tháng rưỡi trở lên thì các bé nó sẽ bắt đầu vào cái giai đoạn thay lông. Và cái mà mọi người thấy đầu tiên nhất chính là cái khuôn mặt. Khuôn mặt các bé sẽ rụng lông đi và lúc đó người ta hay gọi là mặt khỉ mọi người. Là tại vì cái mặt nó rụng lông trống trơn rồi, nhìn giống như con tôm một không vậy đó. Cho nên là người ta hay gọi là mặt khỉ. Nhưng mà mọi người yên tâm, cái quá trình rụng lông này á, thì mọi người không nên can thiệp bất cứ một cái supplement hay là những cái bổ lông nào cả, cho đến khi các bé 6 tháng tuổi nha. Có nghĩa là cái giai đoạn từ 2 tháng rưỡi tới 6 tháng tuổi mọi người cứ để lông rụng thoải mái, cứ chải lông, đánh lông ra cho mình. Còn ai mà lười nữa thì đi cắt lông. Tí nữa tôi sẽ cho mọi người coi cái mẫu cắt lông dành cho mấy người lười nha. Rồi, từ 6 tháng tuổi trở lên nó sẽ là cái giai đoạn ra lông. Thì lúc đó mọi người sẽ bổ sung những cái supplement như là bổ lông này, dầu cá này nọ đó mọi người. Đó, thì nhưng mà nói là lên lông thôi, nhưng mà 6 tháng cho đến 10 tháng thì trong cái giai đoạn mà từ 10-11 tháng á, nó sẽ trút lông, nó sẽ thay thêm một lần nữa. Đó, sau 15 tháng tuổi thì các bé Phốc Sóc nó mới có bộ lông hoàn chỉnh. Đó là chung thôi nha mọi người, sau 15 tháng tuổi thì nó có bộ lông hoàn chỉnh. Nhưng mà một số con á, các bé, cái nguồn gen của các bé là cái kiểu mà trổ rất là chậm á mọi người, thì phải từ 2 tuổi, 3 tuổi trở lên nó mới bắt đầu ra lông, nó mới bắt đầu đẹp đó.
Rồi ok, về lông thì vậy ha. Nói trước với mọi người là các bé nó có rụng lông chứ không phải là không rụng giống như poodle, nhưng mà mình có cách giải quyết hết đó mọi người. Mình chỉ cần xiên chải lông nè, còn không thì mọi người cắt ngắn lông luôn giống như mình nè. Đây lấy cho cô đây cho mọi người xem nha. Đó. Mọi người thấy dễ thương không? Đó. Cắt cái kiểu này á thì nó sẽ hạn chế được tối đa lông rụng mọi người, tại vì mọi người thấy cái mình nó mình cắt sát luôn này mọi người thấy không? Đó, và cái kiểu này nó cũng rất là dễ thương nữa, chứ đừng có đem mấy đứa nhỏ đi cạo nha trời. Bóc xóc là không có được cạo lông nha mọi người. Và đặc biệt hơn á là cạo lông mà lúc mà nó dậy thì như vậy á thì thường nó có nhiều bé nó bị hư bộ lông luôn á, rất là uổng. Mọi người cắt như vậy cho mình thôi. Cái phần mình này là mình cắt ngắn sát hết mức có thể chứ không phải là cạo nha mọi người. Cạo là nó chống trơn lông luôn hả? Như vậy thì thường những bé mà trong giai đoạn dậy thì mọi người cảm thấy nó rụng lông quá nhiều quá thì mọi người cứ cho đi cắt kiểu này nếu mà lười chải lông ha. Hoặc là những bé mà trưởng thành rồi mà nó mới vừa sinh con xong đó thì mình cũng cắt kiểu này để cho các bé nó gọn gàng sạch sẽ để nó chăm con. Đó, vấn đề lông lá giải quyết rất là đơn giản luôn. Nhiều ông bà cứ nghe rụng lông lại sợ, nhưng mà chính cái bộ lông của con phốc sóc này mới là cái mà nó tạo nên cái ngoại hình rất là dễ thương và tạo nên cái sự sang chảnh, cái đẳng cấp khi mà mình bế một con chó. Mình nói thiệt với mọi người luôn á, khi mà mình bế một con chó mà lông lá nó phủ phê, lông lá nó dài, lông lá nó bờm sờm, mình mang ra phố đi bộ, mình nói thiệt với mọi người là 10 người đi ngang qua là hết 9 người phải ngoáy đầu lại nhìn con chó của mình rồi. Mình nói thiệt, ai mà nuôi phốc sóc rồi và có những cái trải nghiệm và có hay dắt bé đi công viên, đi 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 ra phố chơi đồ đó thì chắc chắn là người ta sẽ y chang như mình. Là có nghĩa là bế ra đường là ai cũng ngoáy đầu lại nhìn hết, tại vì con chó nó quá là dễ thương, bộ lông nó quá là đẹp. Đó là một cái rất là hay của giống chó sóc này mà mình rất là thích luôn đó. Còn không thì cứ làm như này, trời ơi nhìn y như em bé vậy đó, có gì đâu, dễ thương muốn chết luôn. Ok, đó là những cái ưu điểm và nhược điểm của giống chó phốc sóc này. Thì cái nhược điểm này á, nó có cách khắc phục hết, cho nên là mình thấy nó cũng không phải là cái nhược điểm gì mà nó quá đáng. Trường hợp như là nhà mình có trẻ sơ sinh mà phải sống chung phòng với chó đó thì mình sợ thôi, chứ thật sự là có nhiều nhà khách của mình nhiều người đón bé chó xong rồi họ nuôi tới lớn mà họ sinh em bé thì họ vẫn nuôi trong nhà được bình thường, không vấn đề gì hết. Chỉ có vấn đề là người ta cắt lông đi và người ta sử dụng cái máy hút bụi để người ta hút bụi nhà cửa thường xuyên thì vẫn ok đối với em bé nha mọi người. Ok, mình làm video này là để cho các bạn muốn tham khảo những cái ưu nhược điểm của các bé chó phốc sóc khi mà trót lỡ đam mê, trót lỡ yêu thương. Hoặc là có đi ra ngoài đường mà thấy người này người kia ẵm con chó phốc sóc đẹp quá thì mọi người có thể tham khảo cái video này để biết ưu điểm và nhược điểm của các bé để xem nó có phù hợp với mình hay không. Mọi người nên nhớ khi mà mình chọn một giống chó không phải là chỉ vì nó đẹp hay không, mà là cái tính cách của nó và cái sinh hoạt của nó phải phù hợp với bản thân người chủ nữa. Tại vì một bé chó đó, như cái câu mình hay nói đó, là nó sẽ gắn bó với mình rất là lâu, có khi là hơn cả một thập kỷ nha mọi người. Như bánh bò của mình là hiện tại nó được 10 tuổi nhưng mà nó vẫn trẻ khỏe rất là dễ thương, thì một bé chó nó sẽ gắn bó với mình khá là lâu, cho nên là mình lựa chọn những cái mà mình phù hợp ngay từ ban đầu thì mình sẽ không có tiếc nuối về sau mọi người ha. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào các video sau nha.